Rồi chúng ta qua bệnh màng ngoài tim, chúng ta nói lại chút xíu về cái màng ngoài tim này. Chúng ta nhớ ở trong cơ thể của mình đó là không có cái gì mà dư hết trơn, tự nhiên trái tim nó có cái màng ngoài tim làm gì mình tính hai lớp luôn ha. Là một hai lớp thì vậy, ở giữa đó có một cái chất nhờn nha, giúp nó cho nó hai lá nó trơn trượt vào nhau, hẳn chất là phospholipid thiếu mà một trong những cái đó là có chuyện về màng tim sẽ làm gì. Thứ nhất là phải có cái màng tim để cho nó bảo vệ cái tim mình, tất cả các quan của tim mình có nhà để ở rồi, để lỡ có những tổ chức xâm lấn xung quanh hoặc trùng gì không, tất cả trường hết thì cảm được cũng như nghe được cha mẹ sinh sở. Ví dụ giờ có người tử công nghe không có cha mẹ đó thì là nó cũng sao nghe vậy, nhưng mà có cha mẹ không đó mà cha mẹ biết rõ thì gặp ra lúc đó mà không biết rõ cũng đưa mình ra hiểu thì không nghe chết và tính trẻ sinh sản cũng như vậy. Phải nói đến cái vụ đó là em sĩ đó là cha mẹ cũng còn đang đó thì, nhưng mà cũng trong hàng đầu thôi thì cái mặt đầu tiên của mẹ cũng hàng đầu thôi, nó bảo vệ nó cũng có không. Cái thứ hai là khi cái tim nó tự động như vậy đó, thì nó phải có cái sự tương thượng cho đó, phải có hai lớp cũng có cái dòng nữa. Cái thứ ba đó là em biết là tim máu về thì giãn ra đúng không, đúng không, đúng không, em ăn no căng bụng nó căng bụng ra, nhưng mà vừa phải thôi. Bây giờ nếu mà tưởng tượng cái bộ em học tới da nó thật chứ còn là mà chân mỏng cái bong bóng sao em ăn sao lát sao không khỏe, cũng như máu nó về nhiều quá mà nó không có cái gì cản trở lại thì nó coi như là cái chức năng tâm trường nó sẽ nó làm được, nó cũng nhiều quá nó phát thải ra nó rồi. Chứ kể là cái chuyện mà phối hợp giữa các bốn đồng chí với nhau nó phải nằm trong cái bao nhiêu đó, nó phối hợp đồng đều thì cũng không trong cái bệnh tim nó chỉ cần bên trái bên phải nó bất tương hợp nhau một phần trên dưới nó bất tương hợp một phần chỉ là hết nó bất tương hợp về chúng ta là cái chuyện đó chúng cái bạn tim nó đường thẳng rất là hay đó. Rất là hay cho nên tim không có giảm nữa tất tính là điều này hoạt động của thủy và các toàn bộ rất nhiều cái năng đó cũng có. Thế thì cái nội là viêm nội tâm mạc, cái loại tâm mạc mà tim nó xảy ra khi nào nó có tổn thương một trong cái thành phần đó ha, thì nó rất là nhiều, có thể là viêm màng ngoài tim cấp chúng ta hay gặp nhất ha. Viêm màng ngoài tim cấp thì do ta nói là đa số là vô căn, tức là ta nghĩ nhiều đến virus siêu vi ha, hoặc là những trường hợp viêm màng ngoài tim co thắt tự nhiên cái màng tim nó sơ cứng lại, nó bóp cái tim đó nó không có nở được, cái bệnh nhân bị ứ máu lại mà bệnh cảnh lâm sàng giống như là suy tim phải đó, là lâu ngày nó đến sơ gan đó, đó bệnh thường mà tim thì nó như vậy. Hôm nay trong chế nhân có thời gian chúng ta sẽ nói kỹ về cái vi mạch của tim co thắt với lại một cái rối loạn có trọng cấp tính là tràn ép tim nha. Đó, chúng ta có những cái mục tiêu là dấu hiệu chính của chẩn đoán viêm màng tim cấp, nguyên tắc và liều lượng thuốc trong sử dụng điều trị viêm màng ngoài tim cấp. Thì khi mà màng ngoài tim mình nó viêm á, do gia tăng bạch cầu này á, rồi gia tăng sự tưới máu lắng đọng viêm viêm thì nó sẽ kết dính lại. Viêm như là giữa hai lá nó có thể kết dính dài hoặc giữa cái màng phổi, màng tim vân vân. Nhưng mà cơ bản là nó có hiện tượng viêm. Và nhiều nhất vẫn là vô căn hay người ta nói là siêu vi đó, đa số là siêu vi đó. Ngoài ra chúng ta có vi trùng hoặc là sao nhồi máu cấp nha. Đặc biệt chú ý là đối với bệnh nhân mà viêm ngoài tim sao nhồi máu cơ tim cấp đó, thì chúng ta không có quên là cái chuyện mà ngoài cái chuyện mà đàn máu màng tim đó, nó còn có cái sự tổn thương động mạch vành thì chúng ta dùng thuốc, chúng ta nhớ chú ý xài những thuốc nào không có tổn hại cho cái cơ tim. Ví dụ như chúng ta xài corticoid nó sẽ gây làm cho cơ tim nó không hóa sẹo được, nó sẽ vỡ tim mình chết, ví dụ vậy. Bệnh nhân rất dễ chịu nhưng sau đó vỡ tim mình chết nha. Rồi chúng ta đã học thời y ba rồi thì đối với cái triệu chứng thận nguyên tôi không có đi slide em.
đi mà nó đi chậm hả? Nó đi chậm. Rồi. Biểu hiện chủ yếu của bệnh nhân là cái này là thực thể ở trên máy của tôi là cơ năng. Và dấu hiệu cơ năng chủ yếu là đau ngực, khó thở và sốt ha. Đau ngực cái này là do hiện tượng viêm cấp, mà cái đau ngực này thì viêm cấp thì đương nhiên là chúng ta biết nó sẽ thay đổi theo cái cử động rồi. Và do đó đặc điểm của cái đau này nó không đau nặng đè mà đau nhói. Đương nhiên là đau ngực có thể giữa ngực một cái nhưng mà nó sẽ nói ra sau lưng. À, chứ không phải là nó chỉ nặng đè hoặc nó nghẹt cái chỗ cái cổ hay cái thượng vị như đau thắt ngực. Và cái đau này đó thì nó kéo dài và mình biết rồi, lúc nào viêm nó đâu có ngừng lại được. Và khi mà mình xoay trở, mình ho, hoặc mình có những tư thế làm căng, ví dụ ngửa làm căng mình viêm ra thì nó có thể làm đau hơn nhé. Và muốn đỡ đau thì phải làm cho ngồi trùng nó lại, ngồi cúi ra trước. Cái đau này là rõ ràng nó khác với lại cái đau của cái đau thắt ngực bệnh cảnh xuất hiện ra ngoài trường hợp thể mặt nhiễm trùng ha, sốt môi khô lưỡi dơ đường ha. Và cái đau này nó liên quan đến xoay trở, liên quan đến xoay trở hoặc là căng mình tim ra, là đau nó cũng có cơn rõ ràng giống như là đau trong cái đau thắt ngực đó. Chúng ta nhớ những điểm chính đó thôi. Về triệu chứng thực thể thì chúng ta không nói ai cũng biết rồi, tiếng cọ mình tim thì là cái âm thanh tần số cao, do đó mình cũng nghe là chuông, nghe là vàng ai đánh nghe là chuông sai. Nếu mà đưa chị ra đánh thì đúng thì sao mình quên đánh mình chuông sai nhá. Thì cái này những cái viết từ này để giải thích là nó có ba thì, nhưng mà trong thực tế thì nghe được hai thì thôi nhá. Nghĩ mà thích co đó, nó nghe sột soạt cái đó. Nếu rung nhĩ thì nó mất đi cái nhĩ co rồi, cho nó không thầy ơi, thầy bị tắt mic rồi. Thầy ơi, thầy bị tắt mic đấy à?
Được. Được chưa? Em nghe. Nghe rồi ha. Rồi. Có được cái gì? Nó bị chậm mà. Thì chúng ta nhớ trên cái điện tâm đồ của cái gương mặt của thiên cấp là FT trên lên mà lan tỏa, mà trên lõm nhớ là lõm lan tỏa không giống xương gương. Và theo tiến triển á, là bình thường của nhồi máu á, là tốc T nó sẽ âm mà ST nó còn trên, còn cái này không có. Cái này khi nào ST về đẳng điện trước đã là T mới âm. Cái này là ST phải về đẳng điện T mới âm. Thấy mà T mà âm mà ST còn trên lên chắc chắn không phải nguyên bằng người tiêu không? Mà sống T nó phải âm sau, tức là ST về đẳng điện rồi thì T nó mới âm, còn trong dòng máu ST nó trên cao, T nó dẫn âm khác nhau ha. Sống lắm á. À đúng rồi, hồi đó tôi cho chuyên ngoài thì câu này rớt hết. Chuyên ngoài hai tim mạch á. Rớt hết, tại vì chẳng nói nhiều máu cấp, tim cấp, tỏa. Thì chạy sai hết, đâu phải đâu. Tôi cho mấy cái nhồi máu cho mấy xuyên tim khó mà làm được. Đó này dễ hòn rớt hết. Đúng. Này đâu hết. Và đây là cái siêu âm tim cũng là một cái tự nhiên trong cái khi mà cắt quá thì cái điện tâm đồ đó là thiết thực hơn nha, thiết thực hơn và là một trong những tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán khỏe miệng, chúng ta thấy cái hình tượng viêm lan tỏa. Còn siêu âm tim ta nó chỉ cho mình biết là có tràn dịch mạch tim không thôi, tràn dịch gì nữa, có rối loạn huyết động hay chưa. Cái chất định là gì? Nhưng nó không cho mình biết đó là viêm cấp. Viêm cấp thì là mình phải kết hợp lòng tràn, cũng máu và bị tâm đồ. Chứ chẩn đoán viêm mà viêm cấp là không cần phải có, không có viêm tim. Viêm tim là để mình làm theo. À, trong trường hợp này viêm mà viêm cấp thì lượng dịch nó ít, chưa rất là hút động. Còn có những trường hợp dịch nhiều quá rất là hút động. Tại vì cái tim thì lúc đó là mình phải lo tiền dịch chưa vậy. Do đó trong vi mạch tim cấp thì cái siêu âm tim này nó không đóng vai trò quyết định, nó chỉ có tác dụng bổ sung lên chẩn đoán như vậy thôi. Chúng ta thấy là trái tim nó ở giữa, bên phía là trái như là phải là một chủ xe là cái cực lớn nhất tim mình, là phản tống dây thô sau tim, như là phản tống dây thô trước tim ha, chuyển nó lắp dịch. Rồi, điều trị viêm màng ngoài tim cấp. Giờ viêm này dùng kháng viêm thôi, nha. Viêm này dùng kháng viêm trong những trường hợp này thôi, chứ không phải viêm nào cũng dùng kháng viêm được, đương nhiên. À. Đó. Thế thì... cho tới ngày nay... cho tới ngày nay thì... điều trị viêm màng ngoài tim cấp cũng là những aspirin và các kháng viêm không steroid khác. Cho tới ngày nay, từ Rau 29 cho tới cách tuyên bằng lần rồi mới hưởng được ngày 22 vẫn là aspirin hay buôn một phê. Và bây giờ người ta cũng nhắc lại sinovitacin. Theo cái tài liệu này là cái tài liệu Rau 29 thì là chúng ta có ba cái thuốc này cho thể xài. Đó có gì mà tiêm cấp là aspirin, ibuprofen và colchicin. Những năm trước đây thì người ta lại ưu thế cho ibuprofen. Sau này ta lại quay trở lại aspirin là cái hàng đầu. Tại ibuprofen được là một số người chúng ta đi chung đạt đổi aspirin cũng quen tưởng tượng. Mỗi 8 giờ uống 1.000mg. Sinh viên aspirin của mình là bao nhiêu? 200. 3 viên. Mỗi 8 giờ. Thế là một ngày uống mấy viên. Những viên khi tinh phục á. Ở đó một số người không có dung nạp thì mỗi chúng ta phải dùng ibuprofen. Hoặc quân chi và bây giờ mới cho
phép xài indomitaxin, indomitaxin. À, cái thời gian điều trị ban đầu 1-2 tuần, sau đó mình giảm liều một tuần nhé, sau đó mình ngưng. Tuy nhiên nó phải tùy theo đáp ứng lâm sàng nữa nha, bệnh nhân bớt sốt, bớt đau ngực, PS, CRP giảm, vân vân. Nó phải có những cái khác kèm theo nữa, chứ không phải là mình đơn thuần là mình cứ đại như đó là mình ngưng. Slide nó chạy trễ. Rồi, đối với corticoid, bây giờ thì cho tới bây giờ thì corticoid cũng không có được khuyến khích xài trong viêm màng ngoài tim cấp, nhất là mà viêm màng ngoài tim cấp mà sau nhồi máu cơ tim là càng chống chỉ định corticoid nữa. Bởi vì corticoid xài vào nó sẽ tạo điều kiện cho các tác nhân nhiễm trùng phát triển lên, virus, vi trùng thì cũng vậy. Rồi corticosteroid xài thì đối với những người mà có bệnh mạch vành sẵn thì nhất là nhồi máu cấp mà gây viêm màng ngoài tim cấp á, nó có tràn máu bằng tim đó mà xài vô nữa thì không có lành sẹo được mà gây vỡ tim, do đó là không có khuyến khích xài corticosteroid nha. Ngoại trừ những trường hợp mà người ta đã xác định chắc chắn là cái này là do bệnh tự miễn nha. Bệnh tự miễn có những cái, có chỉ định corticoid do những cái bệnh khác, do cái bệnh nguyên nhân hoặc những bệnh kèm theo khác, chứ không phải là corticoid mà được xài trong viêm màng tim cấp là do viêm màng tim cấp đâu. Có thể viêm màng tim cấp nó chỉ là một cái biểu hiện của một cái bệnh tự miễn toàn thân, thì lúc đó cái chỉ định xài corticoid là do cái bệnh tự miễn toàn thân đó nha. Chứ chúng ta là cho tới bây giờ chúng ta cũng không có được dùng cái corticoid mà một cách là chỉ định một cách là systematic, là chỉ định một cách gọi là hệ thống nha. Đối với viêm màng ngoài tim mà do lao và vi trùng sinh mủ thì chúng ta phải loại trừ nữa là nha. Nếu mà kháng sinh đó, nếu mà xài corticoid đó, chúng ta thấy không, chống chỉ định cũ corticoid rất là nhiều nha. Nhắc lại nè, chúng ta không có loại trừ được do lao và vi trùng thì không xài corticoid nè, mà chúng ta cũng không xài một cách hệ thống corticoid nữa, và nhất là trong trường hợp bệnh mạch vành nữa, nhồi máu cơ tim là càng chống chỉ định nữa nha. Chỉ xài trong trường hợp đa số là khi nào chúng ta xài trong cái bệnh tự miễn đó, cần phải xài nhá, do cái chỉ định của một cái bệnh toàn thân kèm theo. Theo cái tài liệu 2020 á, mấy em có thể ghi thêm vào là chúng ta có thể xài thêm cái indomitaxin nữa nha, indomitaxin nữa. Ba cái chất mà có thể xài là aspirin, ibuprofen, indomitaxin. Làm như có ai để bấm vậy đó. Thì bài này là cái bài số 2 đồng tiếng vậy, gửi lên mạng á. Nếu bây giờ anh mở nhập vô cái bài này ra là nó ra, nó tự nảy đó. Rồi các em làm đi, đau đợt trong viên ngoài tiết đó. Đau đợt đau bị cơn 50 phút.
ăn lên đi cứu ra trước sắp tới ai rồi đúng cứu ra trước là nó chuột mình đi bắt sao ra được nữa là sao mới đau tay tay rồi câu câu dưới nè thế nào thế là chết rồi tôi chết người đó chết một chú mà xong đó chết một mang à quên 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 chết 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 quên chết câu theo là thay đổi điện tâm đồ trong vi mạch tim cấp anh hiểu lên chưa rồi luôn luôn nó bốn giai đoạn điện trong bên thì ngon thôi không cần luôn đây rồi bây giờ nó cũng có cái một cái còn vài trang ngắt tiếp nữa chưa xong đâu cái báo cáo mà đến trước thì quá nhân ví dụ như đặt báo một chuyên gia là chắc thì phải biết cho báo thông mà báo nó ra thì tiền là cái gì đó thì bây giờ chúng ta nắm được cái bệnh của nó là vậy đó là bình thường vẫn có một áp lực tâm nó hút máu như thế đó thì giờ cái áp lực trong bệnh tim nó quá tăng anh quá không đó là do nước trong đó quá nhiều hoặc là quá nhanh đó thì đồng tháp bình dương và nó cản trở lại nó đi trình diễn một thấp để ta sẽ vô cương cấp tính là từ đó máu nó không có về lấy đâu mà nó vô khỏi chưa về bên trái à, nó có không mà do đó là máu không đang mà đi được chuyển sinh mạch nó chấm bớt nha về trên lông hàng tại sao ông nhắm mặt nhật nhớ mặt nhật là gì không mặt hình hết vào và mặt nó giảm độ đi rất là nhiều mà từ nó có giảm nó không đáng kể tại khi hết vào ra hết vào máu về tim rồi máu về tim nó nhiều là tim tới hết cơn nó có giảm khi cái mặt nó ngoài nó giảm không đáng kể trong trường hợp này khi vào máu về tim phải cũng nhiều nhưng mà nó lại phải là không nở được tại vì mình đang ép được giờ nó phải đạt lên đến cái nhà nó sát ra bây giờ em mua đạo gì nhiều quá hôm trước hết thì ta thấy một việc đó một cái lớn quá nhà nó kiện bọn ta lớn ba thì thấy lớn máu về đó nó cũng cắn được lệch vào trái thế là cái gì cái trái nó xíu lại rồi đó giá là muốn thôi nhả nó thua đi nhả từ đó là có mặt nó đi quỷ vào trong đó chưa đi bệnh nha đó là những cái đó là mình có cái này đó khi mà mình thất vào đó có mình thất bị hết rồi làm cho mình đi nó giảm đi cái cường độ bản thân rồi cái lượng máu đó mình giảm đi mình thấy cái phần xíu rồi do đó trong cái dấu một trong những dấu hiệu trong cái tràng niệm tim là mạch đập là như vậy
vậy thì nó viêm là một thiếu vô trong xương cấp tính ha, nhưng đó là để thì nó nói là có một cái ống nó cao trong khoang hậu tim, nó cản trở sự hút máu từ đuổi và thất, và cái này vô trong xương cấp tính nó làm cho không có cái máu để bơm ra ngoài viêm cái chặt, gọi là cái chặt đó nó hút đó, volume cũng như chặt đó nó hút giảm và làm gây tụ tim mạch, và nếu ta để lâu thì nó sẽ đưa đến ngưng tim do những cái hiện tượng gọi là là ngưng tim. Nó sẽ có hiện tượng là sau đây là cái tim nó rơi trong bình nước đó, nó sẽ có ngưng tim để lâu, nó làm nó ngang lúc đó là con ly liệt cơ đó, tức là thấy trên tim nó có sống, thì mà trên thực tế là tim không nó thường ha, con ly liệt cơ thì nó bị không ha. Thì là trong cái tràn cái tim nó đưa tới cái giai đoạn cuối cùng là như vậy. Đây là cái lần này mình đã ít vào lần mình có nói vậy á. Cái phần mình không nói chuyện hết viên được, mình chỉ biết là ống tim to như bầu rượu, cú tim nhỏ. Đốc tâm hoành nó có thể tù hai bên nó có thể tù, cái này nó cũng còn nhỏ cũng xếp, có khi nó tù luôn á. Và quan trọng là tốc tim to như hình bầu rượu, tốc tim nhỏ và tù hoành khỏi giảm, và chúng ta chỉ kiếm là nước nhiều trong hành tim đó thì nó cản trở máu lên phổi được, mình đâu nói chuyện cái chi được nha. Điện tâm độ là sao đây mình thế do tim hơi trong bầy nước, cái này bắt được mạch, cái không bắt được mạch cái hiện tượng sao đây mặt ngoài luôn, mặt sao đây luôn nhá, bắt cái mạnh yếu, cái mạnh yếu nó điều nhau. Còn nếu mà em bắt cái mạnh yếu mà không điều nhau đó là gì? Cái mạnh yếu mà đi sát nhau nữa là gì? Phải tâm tu thì đôi, còn nó điều nhau thì nó là sao đây á? Tượng sơ nghe cũng thế nha, còn siêu anh lại trong trường hợp này là đóng vai trò vô cùng quan trọng để chẩn đoán xác định và để điều trị luôn. Chèn cái tim đó là nó liên quan đến huyết học, thì siêu anh tim á mình sẽ thấy là cái chuyện là có tàn dịch mà ngoài tim rồi rất nhiều, như là nó là không có quan trọng mà quan trọng nhất là cái dấu là thức phải hoặc là chỉ phải, các vùng tim phải thì đẹp phải. Bắt lại cái đây là cái tim là chỉ trái, thất trái là thất tim thất, không thất trái tim thất đây, đây là thất phải là nước, đây là cái tên nó truyền lên tại vì cái bình thường cái lượng dịch đó chút xíu nữa thì sao bắt đầu lượng dịch nó nhiều quá nên cái chỗ này nó bị ép xẹp lại, cái tim tim ta thấy là thất phải hoặc chỉ phải bị đè xẹp và bị tổn thương. Đã lẽ tôi chưa có biết nở tròn nó vậy, nó tròn nó vậy, nó làm người đó là người nó nhiều quá để tôi là sẽ phải tôi chưa có sẽ phải thì nó không mà nó nhận máu về, nó nhận máu về đấy đâu, nó bơm máu sáng, nó nói là nó hiểu thì tiên nó xung quanh mà thất phải một chỉ phải bị sẹp tức là thì đó là dấu chèn cái tim, và dấu chèn cái tim trong xương tim nó sẽ đến sức mặt ngọc trên lâm sàng, nó rất là quý để thông tin trong trường hợp về thông tin rất là có giá trị, và khi mà chúng ta đã cảnh báo được rồi thì phải tích tốc điều trị liền. Đây người ta chúng ta thấy là cố buồn nó bị dịch, ta thấy chỗ này chỉ phải về đẹp được rồi. Đây là cái hình siêu tim ken, tức là ở trên kia là 2D là cắt dọc tới cái tim á, sau đó là khi khảo sát hoạt động theo một cái tượng mà ta người ta gọi là thì này là quá cái nguyên thất giãn ra góp lại để nó có bại mình làm sao, còn cái này là thất phải, lấy cái này là thất phải, cái này nó phải nở, cái này nó là ép
Có từ đúng cái tổng thu, tổng thu đúng số tê. Rồi chúng ta có thêm một là đi chỗ hậu thống nghe, thứ hai là thống dứt xuống tê ha, và sau đó là thông chương, xin lỗi, thì cũng là thông chương. Ha, thêm một ở đây, thì hai đây cũng sao, thông chương, thế là thông chương, thở ra, và thông chương là sàn tài, đó là giống. Chúng ta nhớ nha, những cái cơ bản điện tâm đồ, thêm một là nghe xuống nghe rồi, thêm hai là cuối xuống tê, cái đó chúng ta phải nhớ suốt đời. Đây là một cái hình hoặc ta để cái đầu dò dưới xương, hoặc ta để đầu dò dưới xương, ta có thể thấy tim nằm ở phía trong một cái túi nước, đây chúng ta thấy trên siêu âm thì dịch nó màu đen, đây là rất là rõ hình ảnh bốn buồng cho thấy là thất phải nó bị đè xẹp cái mũi tên cho bị đè xẹp. Bây giờ điều trị chèn ép tim mà làm sao giờ? Có men gì không? Cho thuốc gì cho hết? Bây giờ đâu có thuốc men gì, đó là nó là quyết tâm thôi, mà chúng ta phải giải quyết áp lực không? Chắc là tập áo thôi, đâu có cái mặt. Mình coi cái mình thấy nó hết rồi mình có quyền mình làm tiếp, mình thấy ngoại tâm thương nó không hết cái gì chương trình âm chúng cơ tim nữa, nó phải lo mặt nước lại cái thân giỏi mình rút cái máu cái gì nó làm đường dịch hay cái màu đỏ bỏ vô một cái hũ như nhỏ gì đó để mà trong cái lông không nếu còn đông thì rút tiếp còn đông không nên rút ra tại biết bệnh đường tim mà rút ra bệnh nhân cũng khỏe tại vì một số người ta sinh tim rút ra nó không khỏe nhưng mà sau đó sợ mất. Đó rồi, cái đôi mình thấu bây giờ nó nghĩ là nó chưa có học phương pháp chứ chưa đi thêm. Ở đó, cái bài từ đấy, thì lúc đó, mình tôi cảm thấy nó làm tâm trạng nhiều hơn đó thì tôi phải. Thì nó, tự nhiên nhau hãy khó học đó, rồi mọi người cũng tin tiên. Sau đó biết là trạng điện thoại kia nó trình tập vô, hỏi bớt không không, nó bớt. Đi lô tại vì tập trung vào một cái để sẵn sàng nên nó có thể để đầu dò không tiêm có sự cũng theo dõi đầu dò cho nó cẩn thận nhưng mà thường chắc không đến nỗi cần thiết lắm đâu nếu mình làm đúng kỹ thuật quen rồi chứ không nên mặt quan thì tôi nói nha còn nó không có gì cũng như một bài chiến công nó không tổn thương mặt phổi rồi cái gì chết mình cũng thể rút được rút 50 ml là cứu mạng bệnh nhân rồi còn trường hợp mình không có trường hợp là mình không có biết chọc thì mình làm sao vậy? Truyền dịch nhanh vô, đúng không? Truyền dịch nhanh vào. Rồi, bây giờ làm cái này đi. Bỏ nó truyền lên hả? Được không em, được không? Nó có bị mất hình không? Được thì làm đi. À, bây giờ sẽ sang cái bài rối loạn nhịp. Các em làm cái đó, em nói tôi mở cái bài rối loạn nhịp đó, ủa? Cái khác nữa rồi làm được rồi ha.